Rối loạn ngôn ngữ là một trong những vấn đề khá quan trọng của trẻ em hiện nay. Thì một trong những nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm ra đó là rối loạn về não bộ, một số chấn thương về não hoặc khối u não. Trẻ bị dị tật bẩm sinh như là hội chứng Down hoặc là hội chứng gãy nhiễm sắc thể X hoặc bại não, rồi một số vấn đề xảy ra trong thai kỳ hoặc là trong quá trình sinh như là thiếu dinh dưỡng hoặc là hội chứng rượu bào thai, sinh non hoặc là trẻ sơ sinh nhẹ cân. Một nguyên nhân nữa đó là rối loạn ngôn ngữ do tiền sử gia đình, và trong nhiều trường hợp thì nguyên nhân này không được xác định. Tuy nhiên, theo các thông tin đại chúng thì mình cũng thấy được là đặc biệt là trong thời gian mà Việt Nam của chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều qua hai lần đại dịch thì trẻ em không được ra ngoài nhiều, không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với lại các bạn bè, hoặc là con chơi các phương tiện mà phương tiện các thiết bị điện tử. Hoặc là một số trẻ em được nhà cha mẹ hoặc là người nhà cho con cái tiếp cận với các phương tiện hiện đại như là các thiết bị điện tử, điện thoại, smartphone trong thời gian quá dài một ngày, thì đôi khi nó cũng chính là một trong những nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chính mà có thể ảnh hưởng đến cái việc mà trẻ em hiện tại bị rối loạn ngôn ngữ. Thì những dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy được rằng khi trẻ em của chúng ta là rối loạn ngôn ngữ như sau. Trẻ thường khó hiểu những lời mà người khác nói, hoặc khi mà trẻ tương tác với mọi người thì người khác không rất là khó để hiểu được ý của trẻ muốn là như thế nào, hoặc là một số trẻ thì không diễn đạt được câu đầy đủ, hoặc tuổi thực của trẻ là 5 tuổi nhưng về mặt ngôn ngữ thì trẻ có thể nói được một câu ngắn. Và cái ý tưởng mà các con có thể diễn đạt, trao đổi, chia sẻ cùng với cha mẹ hay bạn bè thường rất khô khan, hoặc là chưa có nhiều những cái ý tưởng linh hoạt, sáng tạo để kể lể các cái chi tiết hoặc là những điều mà mình quan tâm, hứng thú, hoặc là mình muốn chia sẻ để tạo cái sự thiện cảm, hoặc là đơn giản chỉ là thể hiện tình yêu thương của mình ra với những người thân thương của mình, nhưng cũng rất khó bộc lộ, hoặc là bộc lộ chưa được mượt mà thể hiện đúng được như tâm trạng mà các em mong muốn. Thực ra thì mỗi một độ tuổi đều có cái thang phát triển đối với từng lĩnh vực. Đối với về mặt ngôn ngữ chẳng hạn thì một tuổi thông thường trẻ sẽ nói được một từ, 2 tuổi thì trẻ sẽ nói được 2 từ chẳng hạn, 2 từ đến 3 từ, và thông thường 2 tuổi thì trẻ sẽ nói được câu, ví dụ như là mẹ bế, bà ăn, mèo ngủ, thì 2 tuổi là thông thường trẻ sẽ nói được như vậy. Hoặc là 3 tuổi thì trẻ sẽ nói được là 3, 4, 5 từ trên một lần, và sau đó thì trẻ có thể nói được là 5, 6 từ trên một câu, hoặc là trẻ có thể là diễn đạt được cái ý của mình rất là sâu sắc về các đồ vật, về những người, về những cái hoàn cảnh hoạt động quen thuộc mà con đã trải qua trong một ngày. Ví dụ như là khi mà mẹ đón con đi học ở trường về chẳng hạn, thì mẹ sẽ hỏi là ô, hôm nay con đi học ở trường con học những gì, thì trẻ sẽ rất là tự tin để trả lời là nay con học phương tiện giao thông, rồi con học xe cứu hỏa đó mẹ, thì con có thể là chia sẻ một cách rất là tự tin về những cái điều đó. Thì nếu như trẻ em của chúng ta là rối loạn ngôn ngữ thì trẻ khó khăn để diễn đạt được một cách suôn sẻ các cái câu dài như vậy, hoặc là ví dụ như trẻ có thể diễn đạt được một câu đơn lẻ nhưng rất khó để có thể sử dụng được câu phức, hoặc là câu câu ghép chính phủ hay câu ghép đẳng lập, hoặc là có thể có các cái ý để mà diễn đạt đó là tại vì như thế này cho nên con mới bị như thế kia. Tại vì khi mà cha mẹ đưa con tới với mình thì cha mẹ nói là ôi cô ơi em lo quá, con em bây giờ 3 tuổi rồi mà mới nói có một từ hai từ à, nhưng mà em chia sẻ với ông bà nội hay ông bà ngoại thì ông bà nội nói ngày xưa bố nó cũng vậy đó. Thế thì bây giờ làm sao? Đối với con mắt của nhà chuyên môn thì mình sẽ thấy được rằng là ồ, đối với tuổi này 3 tuổi thì trẻ có thể biết được A, B, C các kỹ năng như vậy, và con sẽ biết tư duy rất là linh hoạt. Đối với trẻ 3 tuổi còn hỏi mẹ ơi tại sao trời mưa vậy, nhưng mà con mình mà nếu mà chỉ nói như vậy thôi thì có nghĩ là con đang chậm rồi.
Đó, thì làm sao để có thể biết được rằng con của chúng ta đang phát triển đúng hay đang thiếu như thế nào thì rất là tốt. Ví dụ như ở bên lĩnh vực tự kỷ thì các anh chị cũng có thể tìm hiểu ở trên trang a365.vn là có cái thông tin để mình hiểu xem là về mặt ngôn ngữ thì con độ tuổi đó thì phát triển như thế nào. Hoặc là mình có thể lên trên Google xong cái mình search các cái từ khóa là trẻ 3 tuổi phát triển như thế nào và mình sẽ tìm hiểu kỹ năng về mặt ngôn ngữ, thì lúc đấy là mình sẽ có được cái trang thông tin khá đầy đủ về các cái mức độ phát triển về mặt ngôn ngữ của trẻ. Đó, thì đấy cũng là một cái cách để mà cha mẹ có thể tự nâng cao cái nhận thức của chính mình, và khi chúng ta dùng khoa học để chúng ta áp dụng vào đối với trường hợp của con để hiểu con đang như thế nào thì mình cũng sẽ biết cách để mình đi lần lượt từng bước một. Tuy nhiên lời khuyên trong trường hợp này đó là bất cứ khi nào mà bản thân cha mẹ hoặc là bản thân ai đó mà thấy trẻ có những cái khó khăn về mặt ngôn ngữ như vậy thì điều đầu tiên nên làm đó là đi khám. Thì mình có thể đi khám tâm lý hoặc là mình có thể đi khám âm ngữ trị liệu tại các bệnh viện. Thì khi mà đi khám như vậy thì nhà chuyên môn sẽ có những cái lời khuyên rất cụ thể. Và sau đó thì dù trẻ có khó khăn hay không có khó khăn thì bao giờ cũng vậy, trẻ rất cần cha mẹ. Cần cha mẹ ở đây không đơn giản chỉ là mỗi ngày mình tới trường đón con, được về nhà mình chỉ chơi với con. Nhưng chơi là chơi như thế nào? Chơi đó chính là làm bạn cùng con, rồi ví dụ như khi con đọc sách thì mình cũng sẽ nằm bên cạnh con, ngồi bên cạnh con, rồi khi con làm cái chuyện đó thì mình sẽ quan sát xem con mình đang làm gì, rồi bên cạnh cái việc mình quan sát như vậy thì mình cũng quan sát xem cái thái độ của con đối với cái đối tượng hoặc là cái hành động mà con đang làm á, thì con đang thực sự là say mê hay là con có những cái khó khăn ở chỗ nào, thì ngay lập tức mình có thể hiểu. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì mình có thể cùng với con để cùng trò chuyện này. Rồi có thể là khi mà con có những cái điều gì đó con thắc mắc thì chúng ta sẽ ngay lập tức để có thể giải đáp cùng con. Thì tất nhiên sẽ có những trường hợp mà chúng ta không biết được câu trả lời là như thế nào. Thì mình cũng có thể nói là à vậy thì ba hoặc mẹ sẽ cùng con để tìm hiểu cái vấn đề này nhé. Thì rất dễ để chúng ta có thể là bạn của con và đi được vào lòng con rất tốt trong thời đại này. Thì mình rất đánh giá cao vai trò của YouTube hoặc là smartphone. Tại vì ở trên đó người ta cung cấp rất nhiều các video hoặc là có những cái cách về chơi, trò chơi này, cái cách tương tác giữa người với người này, tương tác giữa cha mẹ và con cái này, và có cả nhiều chương trình về học thuật để trẻ có thể học được tiếng Anh, kể cả là học tiếng Việt. Đó thì rất nhiều các chương trình có giá trị và có chất lượng. Tuy nhiên nếu như trẻ của chúng ta mà xem trong một thời gian quá dài thì điều đó là không tốt cho não bộ của đứa trẻ. Nó sẽ tác động vào não và nó làm cho cái sóng não của đứa trẻ nó bị rối và nó sẽ bị ảnh hưởng. Và có một số trường hợp thì nếu như trẻ xem nhiều quá một ngày, ví dụ như là xem liên tục mà từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng á, thì sau một hồi là con sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Đó, thì những cái điều đó nó sẽ không tốt. Hoặc là vẫn có những trường hợp nhưng không phải là số đông và không nói lên được là cứ xem YouTube thì là chất thì sẽ ảnh hưởng, thì không hẳn. Thì mỗi trẻ nó sẽ có một cái khả năng thích ứng khác nhau và cái khả năng mà để đứa trẻ nó lãnh hội, nó tiếp thu cũng khác nhau. Cho nên mình không có một cái mẫu số chung để mình khẳng định được rằng là cứ xem điều đó là không tốt. Tuy nhiên mình có thể chia ra, ví dụ như là thiết là một thời khóa biểu phù hợp. Mỗi ngày giờ nào là con sẽ đi học, giờ nào con về nhà, thì khi mà con về nhà như vậy thì con được xem trong khoảng bao lâu, và một lần tối đa là 20 phút thôi, không có nên là xem quá nhiều. Thì sau 20 phút đó chúng ta sẽ dành thời gian để ăn cơm cùng nhau, đi tắm, rồi đi ra công viên cùng nhau, đi bộ cùng nhau. Thì đấy là những cái hoạt động để có thể làm cho là mình không có cắt hoàn toàn tivi hay smartphone, nhưng con vẫn được cái điều con muốn, và song song thì vẫn duy trì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong gia đình, và con vẫn có được những cái kết nối rất tốt với người thân. Và khi mình chấp nhận là con mình có khó khăn, vậy thì chúng ta sẽ sắn tay lên để đồng hành cùng với con. Và mình sẽ thấy được là ôi đây là một cái dấu hiệu rất là tuyệt để mà mình có thể set up lại công việc bên ngoài của mình, dành thời gian cho con nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và mình sẽ có những kế hoạch để mà chúng ta có thể có những giờ chơi cùng nhau, hoạt động cùng nhau, đi ra ngoài cùng nhau. Và điều thứ hai cần làm đó là đi gặp nhà chuyên môn để đánh giá xem cái khả năng thực tại của con đang ở cái giai đoạn nào. Ví dụ tuổi thực của trẻ là 4 tuổi, nhưng cái tuổi phát triển ngôn ngữ của trẻ mới đang ở trong 2 tuổi. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm các cái mốc phát triển về mặt ngôn ngữ của trẻ 2 tuổi để mình tương tác với con dựa theo các lời khuyên dành cho trẻ 2 tuổi.
Dạ. Và chúng ta cứ mỗi ngày mình sẽ chia ra thành nhiều cái khung thời gian để mình có thể chơi cùng với con. Ví dụ ban ngày anh chị có thể đi làm, nhưng mà buổi tối 7 giờ đến 7 giờ 30 mình có thể chơi một lần. Sau đó con được chơi chuyện của con. Sau đó đến 8 giờ cho đến 8 giờ 30 mình lại có một khung nữa để mình lại chơi tiếp tục với con. Vấn đề là chơi cái gì? Vậy thì ví dụ như là trẻ được đánh giá là 2 tuổi về mặt phát triển ngôn ngữ chẳng hạn, thì mình cũng sẽ lấy đồ chơi của em bé từ khoảng 2 tuổi đến 3 tuổi và mình lấy những đồ chơi chức năng, đồ chơi giả vờ và bắt đầu mình cùng chơi với con. Tuy nhiên ở trên thực tế thì có một số cha mẹ sẽ có cái kinh nghiệm như vậy nè, khi mình mua đồ chơi từ siêu thị về, thế thì đồ chơi cắt trái cây là chỉ có cắt trái cây. Nhưng khi mà con cắt trái cây như vậy thì mình sẽ cùng với con ngồi bên cạnh con, hoặc mình mua hai món đó cùng là cắt trái cây. Cái này là của con ha, cái này là của mẹ. Thì hai mẹ con cùng cắt. Wow, con cắt táo. Con cắt táo còn mẹ cắt lê. Thì khi mà cắt như vậy và con nhìn sang thấy mẹ cũng cắt giống như mình thì dần dần là con sẽ thấy chấp nhận mẹ dễ hơn. Còn nếu như mà ngồi xuống với con ấy, con cắt táo đi con. Thế xong cái đứa trẻ nó không có hứng thú, tại vì mình đang yêu cầu trẻ làm. Đó, thì nếu như mà con mà ở cái vai mà con cứ bị chỉ đạo làm cái này làm cái khác theo ý của người khác thì con sẽ không hoàn toàn là thích thú chẳng hạn. Đó thì mình có thể là quan sát cách con làm và mình làm cùng với con, mình chèn thêm cái cảm xúc vào là con cắt giỏi, con cắt hay quá. Yeah, ví dụ như là có những cái biểu cảm tương tác thân thiện và mình luôn luôn khích lệ. Khi mà mình khích lệ con nhiều như vậy thì con sẽ cảm thấy rất là tự tin trong quá trình mà chơi và tương tác cùng với cha mẹ. Hoặc là trong quá trình chơi thì hầu hết là các con của mình sẽ bộc lộ được cái khả năng hiện tại của con. Thì khi mà bộc lộ như vậy thì mình sẽ có cái tờ giấy để mình nốt lại. Thì khi mình nốt lại như vậy mình sẽ biết được, tuần này con đã nói được cái này này và con đang nói được câu như thế này. Đó thì khi mà mình có được cái tờ giấy nốt như thế thì đến tối hoặc là đến cuối tuần đó, mình sẽ tổng kết lại là tuần này con nói được cái gì. Tuần sau dựa trên những cái mốc mà con đã có thì mình sẽ phát triển lên, mình sẽ dạy cho con nói được như thế nào. Ví dụ như tuần này con nói là cắt táo. Thế thì đến tuần sau mình có thể dạy là cắt táo đỏ, cắt táo xanh, hoặc là con cắt táo, hoặc là mẹ cắt táo. Chỉ liên quan đến chuyện cắt như vậy thôi, nhưng mà mình sẽ có rất nhiều những cái ý tưởng và có cái sự đa dạng và phong phú thì sẽ làm cho trẻ của mình là nhờ phát triển một cách rất là linh hoạt. Liên quan đến rối loạn ngôn ngữ thì mình thấy là như vậy, tức là cái kinh nghiệm của mình khi mình làm việc cùng với trẻ phát hiện ra trẻ có những cái vấn đề về rối loạn ngôn ngữ, mà nếu cái việc mà mình phát hiện càng sớm á, ví dụ như là khoảng từ 2 tuổi mình đã thấy là em bé mới nói có một từ hoặc là bập bẹ có vài từ thôi, thì nếu như mình phát hiện ngay từ khi con 2 tuổi như vậy đi, và cả gia đình cha mẹ ông bà cùng thay đổi và chúng ta cùng tương tác với con, nhưng mà không phải tương tác là mình thấy là ôi nó chậm rồi, bây giờ bố dạy, mẹ dạy, ông dạy, bà dạy, không phải thế này, phải thế này nè, thì đứa trẻ nó sẽ rất là hoảng. Tuy nhiên nếu mà mình thấy cái vấn đề của con là đang chậm như vậy và mỗi người điều phối, điều tiết và hợp tác làm sao để con vẫn vui vẻ và con đón nhận các cái cách mà chúng ta tương tác với con một cách hài hòa đó, thì dần dần con sẽ có rất nhiều những cái điều kiện để con phát triển tốt lên. Và mỗi em bé sẽ là một thực thể khác nhau, độc lập và duy nhất. Do đó mình cũng không có một cái chuẩn để mình khẳng định được rằng trong bao lâu thì trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn hoặc là trẻ sẽ bình thường. Nếu như chậm nói đơn thuần thì sẽ rất là dễ và trong thời gian ngắn, nhưng ngắn phải phụ thuộc vào là xuất phát điểm của đứa trẻ này lanh lợi và do cái cách của gia đình là tương tác chưa phù hợp, hoặc là đôi khi cha mẹ mình á, thương con mình quá, hoặc là có cái gì đó tốt nhất là dành cho con, hoặc là vừa mới thấy con có cái xu hướng là mới đưa cái chân thôi là bắt đầu là thò tay xuống mang giày cho con, vừa mới nhìn ra chỗ cái lấy nước thôi là chạy đây 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 lấy nước cho con uống. Thì đôi khi mình thông minh quá, mình nhanh quá, đôi khi lại làm mất đi cái cơ hội để cho con có cái sự trưởng thành độc lập thông qua cái việc con tự thực hiện các hoạt động đó trong sinh hoạt hàng ngày đó. Hoặc là đôi khi cũng có những cái tính cách của người cha người mẹ mình nói ít quá, thế thì khi mà mình tương tác với con thì đưa cho con uống, rồi có muốn ăn sữa chua lấy sữa chua cho con ăn, đưa cho con ăn, đưa cho con ăn, nhưng không nói gì cả. Thì khi mà mình không nói
thì con cũng sẽ rất là nghèo nàn trong cái biểu tượng âm thanh á. Khi mà mình tương tác với con mà mình không cung cấp ngôn ngữ, vậy thì cái ngôn ngữ con sẽ không có cái cơ hội để con tiếp nhận. Và khi con không được tiếp nhận nhiều như vậy thì con sẽ không có được nhiều vốn.